ra xem cái stick ra cái này. Anh em đang tập trung xem cái tùng thôi. Đây là bao nhiêu nhỉ? Người nhân nhỉ? Tích ra 10 triệu. 10 triệu, tích ra 10 triệu. 10 triệu đấy là tổng giá xanh, nhân lượng. Xanh tích ra. Đồ chơi mà. Trời. Vệ là như này. Đấy. Thần mà mập tí nữa thì thôi rồi. Thần. Hợp nhưng mà bây giờ nó là hợp. Tao bảo không phải rút ra là thay về khác rồi. Nghe. Ông nào? Anh nhìn con này từ lâu rồi. Anh định hôm nay ra chợ. Okay à, hôm nay đứng ở xó kia. Mới lên à? Bể vãi đẹp. Bể bể nhé. Nhỉ, nuôi được mấy cái mà con thở thân nhỉ, nó bắn thân nó to ra. Nó đã chết người. Con này nó bị cớm đấy chứ. Cớm rồi, con này vàng nóng luôn. Nhỉ, vậy. Thân bằng này nhé. Thôi rồi. Bao lâu được đi. Đấy, vào việc. Đấy, anh em thích cây này thì alo anh Kiện nhá, giờ của anh Kiện rồi. Về với đội anh Kiện đấy. Rồi. Đấy. Chậu hoa. Con này lá nó đẹp lắm, quá đẹp. Tích Giang thì lá đẹp rồi. Cũng là một dòng xanh quý đấy. Chẳng cần biết là cái gì nhưng mà đẹp là được. Mà nó cao khoảng 35 phân. Cái này thế thôi. Không nào tháo thay chậu bán cái chậu lá lật này đâu nào được. Cũng không có tí lỗi nào. Đấy. Nguyên bản. Sửa tay cảnh tí. Bệ nó bệt bằng dính mà tay chỗ nhấc cái sang. Nhấc cái sang. Đây nguyên cái bánh cũ đây này. Vẫn phải cào đố nhấc. Không nhấc được, nó ở đây lâu rồi. Đây này. Cái vành bánh cái chậu cũ đây này. Rêu rêu này. Giờ rêu nó còn vành bánh chậu cũ đây. Đấy, vẫn ra được, vẫn ra được. Vẫn ra được. Bây giờ dễ ở dưới này nó ăn chặt sang bên này. Nhấc cái này nhấc vẫn ra được. Miệng vẫn rộng mà nhấc ra được. Nó vẫn bị bom em. Cái này nó không khum khum hẳn như cái con mấy cái loại khác. Này nó vẫn ở miệng này. 10 đồng. Đấy, siêu phẩm này em đi chơi đây. Đi chơi. Tưởng ông nào bế rồi chứ. Ông nào bán để em cái chậu đá nhá. Được. Đấy, cụ này coi. À. Có người xoay chú. Quay à? Đấy. Con đến gần trăm rồi. Gần trăm. Được thế rồi. Đấy, có thể nó chở luôn về chú cho việc gì đâu. Tao đéo im. Chưa được cướp được à? Cướp rồi. Gần thôi chứ chưa tới. Gần. Ông ơi, gần 100, 100. Con đấy đấy. Tí nữa tao chạy đi mất rồi. Đấy, giờ tao nghe là vừa miếng ra rồi đấy. Ông bơm đi buôn thì cái lúc mà mày hắn còn đã chưa thò đầu ra. Đấy, ông thấy vừa miếng rồi đấy. Chân đường này thì được. Chậu đá kìa. Về con này biết chán. Con này thằng nào lúc này là đẹp. Cả cái dễ là dài ra đục tách đôi và để dễ là đục đoạn này đẹp. Con này đục cọc rồi. Không cần thiết để nó đè ra nó ra mà. Không ra nhưng mà nó phải tách chẽ. Ra bị so le nữa là được. Chẽ con này ra một tí thì con này trông nó chắc cái dễ nó cắm xuống rồi. Con này đẹp đấy. Xong nó ra hai phát nữa là được. Sạch sẽ này, sạch sẽ. Chậu đẹp, cây đẹp, đất lá đẹp, đẹp. Mày sao lại mang cái đồ này ở đây? Đấy, xoay một vòng cho cụ ngắm mà. Đồ này.
chân thứ sáu. Nó được hai mặt mà. Được cả hai mặt này. Được. Đem đi chơi xuân thôi. Yeah. Con này đủ các anh tài chơi rồi. Đấy, số kiếp nó long đong rồi. Hồng Nhân ra ra chợ đây. Đủ các anh tài chơi rồi. Đấy. Cũng soi đi, cũng thấy vừa miếng là đủ. Trông quần này như là con phải đóng. Sống như xem này, có đồ nào mới không? Đây, có cái này mới. Tao đi lần đầu đất, nếu không phải là đồng. Nó nhỏ, nó đồng. Bên kia làm gì có vết nào? Ừ, bên này thì bên kia thì nó liền, bên này chưa liền được. Ừ, không phải, nó đồng. Đấy, ông xơi đi. Tích Giang này không? Tích Giang. Tích ra này mà thân nó nở cây cành nó làm tốt tí thì cháu múc ngay. Tiếc là cái dáng của nó cũng ra cái này á. Chụp chụp nói thôi. Ông ý là được thích cái bệ, còn cái thân thì thân nó không hợp với cháu. Thân cây cành nhiều người chắc vẫn thích cái mẻ này, cái người ba cái nào kia nào nhỉ, cái mẻ lấy từ mấy cái ba thì 40 thôi à. Chưa chưa nguyên vẫn nguyên hải phải chơi nhỉ. Là cháu á, là cháu thì còn phôi không có thích đâu, không nào không làm chủ hải chơi nữa. Vâng, nhất trí. Giờ cán bộ có gì có chịu vào nhà dân chơi đâu. Hải chả con này đang tính, em đang tính như này này. Đấy, lý tưởng. Đang tính nhà phát đây này. Cháu kéo về trong như tây đèn à. Yeah. Quảng Ninh ra nước, sắp trắng rồi, sắp trắng rồi. Đây là nước đấy, là nhiều nhà. Cháu kéo cái này về. Thì sâu cây hơn. Sâu cây hơn. Vẫn cái cây, một cái cây lần trước hay đó. Đấy, hàng nóng bánh hay đâu. Khô, khô. Nhà ra thì rộng hơn, sâu cây hơn. Nếu mà nhà hẳn ra thì nó đầy thế mà. Thì nó đỡ bị dính dính cái chỗ ấy. Yeah. Nó đang đè nhau. Đấy, cụ nghe còn thấy vừa miếng rồi đấy. Sáng được bao nhiêu người quay. Các diễn đàn rồi. Cụ thấy vừa miếng này rồi đang gọi thẩm tra. Thẩm tra lý lịch à. Đấy. Cho cụ nói cái gì thì nói thôi. Đấy, tiền nó vẫn cứ thế thôi. Rất lắm Cẩm Thị, nhiều Cẩm Thị. Đây, cây tổ chim này mà chơi bác nào múc à, đẹp quá. Cây này của bên mình hay bên kia đấy? Bên kia đấy. À bên kia. Trả bài con trả bài mẹ này đi. À thế à? Bây giờ làm việc. Hốt phải qua tao thức khuya, tao hốt chú qua này. Phục vụ anh em không khó ngủ. Làm ngày đêm nó mới yên, nó mới yên tĩnh, nó mới sướng. Đúng, ban ngày đi làm mà. Ban ngày đang làm rửa tay lại có người gọi, phiền lắm. Đấy, dáng tự nhiên. Đẹp đấy nhỉ, bay đấy nhỉ. Đức bay, cái đấy bao tiền đấy bác cả? Con đấy 3 triệu rưỡi. Đấy, Cẩm Thị 3 triệu rưỡi. Đấy, thấy chưa? Gió, tự nhiên luôn. Gió lùa, thôi rồi. Gió lùa. Rất nhiều Cẩm Thị nha. Gió lùa. Đây, anh em liên hệ đây. Các thể loại cây cối. Gió lùa.
đây cây cẩm thị đây này, đang có 3 cây cẩm thị. Phải về cất không qua tay ai nữa thì mới được. Bây giờ cứ ra sới là phải gọn gàng. Vừa mua vừa cướp đấy. Cháu bóp nhặt phần này đi trồng ghê rồi. Đúng rồi, mình đang nuôi thì không trồng gì, nuôi để nuôi cho nó lớn, nhưng mà không phải là mình đẹp đẽ gì đâu. Chuẩn rồi, vừa ba, thế đây tắt đường. Vào miếng, vừa vào việc đi chứ, lại bỏ đi à? Đấy, đi chơi hội chợ xuân đây. Đấy, nhìn đi. Vế không? Vế đi. Cả chợ này có mỗi cây thôi. Đồ này gặp cũng đi được. Lại còn ăn chậu đá ngon nữa rồi. Chậu mấy củ. Đấy, Tích Giang hay là mần Tích Giang đi nhỉ? Vệ vãi kinh khủng. Bao năm mới được vệ. Lại lên cái chỗ tàu cái lại thôi rồi, lại xin chết. Thay cái chỗ con này, cây này thay chỗ rồi. Ừ. Rồi nó là nổi bật ở cái bệ mà mỏng và đáng đồng tiền đấy. Ok.